Chào các bạn, có rất nhiều cách làm bánh bông lan với các hương vị và màu sắc khác nhau. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cách làm bánh bông lan vị dâu rất đơn giản và dễ làm. Nguyên liệu cho bánh bao gồm 50g bột mì, 30g bột bắp, 10g bột dâu, 60g đường, 3 quả trứng, 2 miên vani và 30g dầu ăn. Đầu tiên với trứng gà, mình sẽ tách lấy 3 lòng đỏ trứng. Lần lượt sẽ cho vào 2 miên vani, 30g dầu ăn và 10g bột dâu. Sau đó mình sẽ trộn đều. Nếu bạn nào thích thì mình có thể cho thêm 30g sữa tươi không đường vào đây. Bây giờ mình sẽ dùng máy đánh 3 lòng trắng trứng. Một lưu ý là các bạn nên chọn trứng mới và cái que đánh trứng với lại tô đựng phải thật sạch và khô. Như vậy thì khi mình đánh, trứng nó sẽ nhanh bong lên hơn. Mình đánh cho đến khi nào trứng nổi các bọt lớn thì mình sẽ chia đường làm 3 phần cho từ từ vào. Bởi vì máy đánh trứng sẽ không thể hòa tan hết một lần một lượng đường lớn nên buộc phải chia làm 3 lần. Khi thấy các bọt khí nhỏ lại, mình cho tiếp lượng đường lần 2. Bạn nên đánh trứng chỉ theo một chiều đồng nhất thì như vậy cái phần mặt bánh nó sẽ đẹp hơn. Khi các bọt khí đã nhỏ lại và mịn, mình sẽ cho phần đường cuối cùng vào. Mình sẽ đánh cho đến khi kéo máy lên, trứng tạo thành hình chóp mềm là được. Không cần đánh quá cứng, vì như vậy cái mặt bánh nó sẽ bị nhăn. Mình chỉ cần đánh như thế này thôi là được nè bạn. Bây giờ mình sẽ làm nóng lò trước với 170 độ C trong 10 phút. Mình sẽ lấy một ít lòng trắng vừa đánh xong, cho vào tô lòng đỏ và trộn đều. Trộn xong mình lại cho ngược vào tô lòng trắng lớn. Làm như vậy thì cái phần trứng của mình nó sẽ trộn đều được với nhau. Mình sẽ trộn theo một chiều đồng nhất và trộn nhẹ tay. Vì nếu mạnh tay quá thì các bọt khí trong trứng sẽ vỡ. Lúc đó bánh mình nó sẽ không nở đẹp. Tiếp theo mình sẽ rây 50g bột mì và 30g bột bắp vào. Mình tiếp tục trộn nhẹ và đều tay để cho phần bột tan. Mình sẽ dùng khuôn dài khoảng 23cm, có lót sẵn giấy nến và cho bột vào. Mình dập nhẹ khuôn để làm vỡ những bóng khí lớn trong bột. Theo công thức thì sẽ nướng bánh với 170 độ C trong 30 phút, nhưng mà tùy theo lò. Đối với lò nhà mình là lò Gali 34 lít, mình chỉ nướng 150 độ trong vòng 30 phút là được. Nếu bạn chưa quen với nhiệt độ lò nhà mình thì có thể mua nhiệt kế lò để đo. Sau khi nướng xong thì bánh có độ phồng tốt và màu rất xinh. Bánh mềm và có vị dâu rất thơm, các bạn nhỏ nhà mình chắc chắn sẽ rất thích. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.